5 lúc 12 giờ và BTV1 lúc 22 giờ 20 phút. Doanh nghiệp 24 giờ, kinh doanh từng phút. Thưa quý vị khán giả, định nghĩa về bản đồ tư duy còn được xem là một từ rất mới mẻ và ít người biết đến. Tuy nhiên nó lại thực sự mang lại một hiệu quả cao trong công việc cũng như là trong cuộc sống của mình. Vậy bản đồ tư duy là gì và nó có ý nghĩa như thế nào? Ngày hôm nay chuyên mục Tủ sách Doanh nghiệp xin gửi đến quý vị khán giả cuốn sách Lập bản đồ tư duy. Cuộc sống hiện đại cần thiết mỗi người phải có sự sắp xếp khoa học cho mỗi công việc của mình. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian tổ chức và phân loại ý nghĩ, đưa ra những ý tưởng mới, giữ cho mọi việc đi đúng hướng, cải thiện mạnh mẽ trí nhớ và khả năng tập trung của bạn, giúp bạn có cái nhìn tổng thể trong công việc và quan trọng hơn là có cảm hứng trong hành động của mình. Điều gì có thể làm nên chuyện phi thường này? Không gì khác ngoài việc lập nên bản đồ tư duy cho công việc của mình. Bản đồ tư duy là gì? Tác giả cuốn sách này, ông Tony Buzan kể lại rằng ông đã nhận ra có hai yếu tố quan trọng trong quá trình học tập là sự liên kết và trí tưởng tượng. Bản đồ tư duy chính là phương pháp dễ nhất để truyền tải thông tin vào bộ não của bạn, rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não. Nó là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng nghĩa của nó. Tất cả các bản đồ tư duy đều giống nhau ở một số điểm. Chúng đều sử dụng màu sắc, có một cấu trúc cơ bản được phát triển rộng ra từ trung tâm. Chúng dùng các đường kẻ, những biểu tượng, từ ngữ, hình ảnh theo một bộ các quy tắc đơn giản, cơ bản, tự nhiên và dễ hiểu. Bản đồ tư duy cũng là tấm bản đồ tuyệt vời cho trí nhớ. Nó cho phép bạn tổ chức các sự kiện, các suy nghĩ theo cơ chế hoạt động tự nhiên của bộ não con người ngay từ lúc bắt đầu. Điều này có nghĩa là việc nhớ và gợi lại thông tin sau này sẽ dễ dàng, đáng cậy hơn so với khi sử dụng kỹ thuật ghi chép truyền thống. Xin chào anh, xin cảm ơn anh đã tham gia chuyên mục Tủ sách Doanh nghiệp ngày hôm nay. Vâng, xin được hỏi anh một câu ạ, việc lập bản đồ tư duy thì có ý nghĩa như thế nào ạ? Khái niệm về bản đồ tư duy là một cái khái niệm mới, tuy nhiên cái hiểu về cái đấy cũng như là làm theo cái đấy thì tôi nghĩ rằng nhiều người đã từng làm. Và trên thực tế thì nó là một cái công cụ tư duy nền tảng và nó dùng để đưa thông tin vào trong bộ não con người, đưa thông tin từ bộ não con người ra để điều khiển các cái hoạt động, các cái hành vi. Vậy để tạo nên một bản đồ tư duy thì có dễ dàng không và cần có những điều kiện gì ạ? Theo tôi thì rất dễ và trong sách cũng đã chỉ dẫn rất rõ. Trên thực tế thì chỉ cần những cái rất bình thường như là chỉ cần một tờ giấy trắng, một cái bút, cần một cái ý tưởng và từ đấy các bạn có thể phác họa ra được một cái bản đồ tư duy cho những cái hành động, cho những cái công việc của mình. Quả là với những điều kiện rất dễ dàng phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, tuy là với những điều kiện dễ dàng như vậy nhưng việc lập bản đồ tư duy sẽ giúp mình được rất nhiều thứ như là học nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn và lên kế hoạch rõ ràng cụ thể hơn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với 7 bước để lập nên bản đồ tư duy. Bạn sẽ tạo ra bản đồ tư duy đầu tiên của mình. Bắt đầu 7 bước tạo nên một bản đồ tư duy. Bước đầu tiên, bắt đầu từ trung tâm của một tờ giấy trắng là nội dung mà bạn muốn lên kế hoạch. Bắt đầu từ trung tâm cho bộ não của bạn, sự tự do để trải rộng một cách chủ động và thể hiện phóng khoáng hơn, tự nhiên hơn. Bước thứ hai, dùng một hình ảnh hay bức tranh cho ý tưởng trung tâm của bạn, do một hình ảnh có giá trị cả ngàn từ và giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình, một hình ảnh trung tâm thú vị hơn, giúp bạn tập trung vào những điểm quan trọng và làm bộ não của bạn phấn chấn hơn. Bước thứ ba, luôn sử dụng màu sắc. Màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh. Màu sắc mang đến cho bạn bản đồ tư duy những rung động cộng hưởng, mang lại sức sống và năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo và nó cũng thật vui mắt. Bước thứ tư, nối các nhánh chính tới hình ảnh trung tâm và nối các nhánh cấp 2, cấp 3 với nhánh cấp 1 và cấp 2. Sự liên tưởng này sẽ giúp bạn nhớ được nhiều thứ dễ dàng hơn. Bước thứ năm, vẽ nhiều nhánh cong hơn đường thẳng vì chẳng có gì mang lại sự buồn tẻ cho não hơn các đường thẳng. Giống như các nhánh cầu, các đường cong có tổ chức sẽ lôi cuốn và thu hút được sự chú ý của mắt hơn rất nhiều. Bước thứ 6, sử dụng một từ khóa trong mỗi dòng, bởi các từ khóa mang lại bản đồ tư duy của bạn nhiều sức mạnh và khả năng linh hoạt cao. Mỗi từ hay mỗi hình ảnh đơn lẻ giống như một cấp số nhân mang đến cho những sự liên tưởng và liên kết của nó diện mạo đặc biệt. Bước thứ 7, dùng những hình ảnh xuyên suốt, bởi vì giống như hình ảnh trung tâm, mỗi hình ảnh cũng có giá trị của 1.000 từ. Vì vậy, nếu bạn chỉ có 10 hình ảnh trong bản đồ tư duy của mình thì nó ngang bằng 10.000 từ chú thích. Ở trong cuốn sách này tôi thấy có rất nhiều ví dụ về cách lập bản đồ như là lập bản đồ cho thuyết trình khoa học hay lập bản đồ cho một dự án kinh doanh hay là trong một kỳ nghỉ lãng mạn. Vậy anh nhận xét như thế nào về cách lập bản đồ này? Trong này thì có 8 cái bản đồ mẫu, bản đồ tư duy mẫu,
Và theo những cái cách thức như thế thì con người ta lập một cách rất dễ dàng. Theo tôi thì trước khi hành động mà người ta lập ra được một cái bản đồ như thế thì đến kết quả của nó sẽ rất mỹ mãn. Anh có thể lập một cái bản đồ tư duy về một kỳ nghỉ mát chẳng hạn? Theo tôi thì cái việc này hoàn toàn đơn giản. Giả sử như bạn có kế hoạch đi nghỉ cuối tuần. Đây là trung tâm cái việc là đi nghỉ. Bây giờ bạn xác định là đi nghỉ ví dụ như đi nghỉ ở đâu, địa điểm. Địa điểm thì bạn có thể lựa chọn là rừng, bạn có thể lựa chọn là biển, đúng không ạ? Xong ở đấy thì bạn đi với ai? Đi với ai thì có thể là bạn bè, có thể là đi với người nhà, đúng không ạ? Xong rồi bạn xác định là thời gian là bao lâu đấy, và bạn có thể tính là phương tiện thì bạn đi gì, bạn có thể có một cái bài toán kinh tế là đi bằng máy bay nếu như cho phép, hoặc là đi bằng tàu hỏa. Thế thì khi mà nhìn vào đây thì bạn rất là mất ít thời gian cho cái việc lên một cái kế hoạch, và bạn có thể điều chỉnh được cũng rất đơn giản, và bạn có thể gây ấn tượng bằng những cái màu sắc và bằng những cái đường cong, bằng những cái khái niệm mà có thể chỉ một mình bạn biết. Và sau khi bạn nhìn xong thì bạn có thể tổ chức được, bạn xác định được cái ngày giờ, bạn xác định được phương tiện đi lại, bạn biết được cái địa điểm nghỉ và bạn đi với ai, và kết quả là bạn tổ chức được một cái chuyến nghỉ cuối tuần lãng mạn như là bạn muốn. Và anh nghĩ như thế nào về việc khơi dậy tính sáng tạo của mình bằng cách lập bản đồ tư duy ạ? Để trả lời câu hỏi này thì tốt nhất là nói lại cái ví dụ ở trong quyển sách. Thì trong quyển sách người ta có nói một cái ví dụ về khi mà nói về một cái khái niệm hoa quả, thì trong đầu bạn hình dung ra là rất nhiều loại hoa quả. Mỗi loại hoa quả nó có một cái tính chất, và cái khả năng suy nghĩ về các cái loại hoa quả của bạn nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Ví dụ như 5 loại hoa quả, mỗi loại hoa quả nó có 3-4 chỉ tiêu, ví dụ 4 chỉ tiêu, thì bạn phải nghĩ ra trong đầu được 20 cái chỉ tiêu liên quan đến một thùng hoa quả. Và tương tự như thế thì khi mà bạn lập cái bản đồ tư duy thì cái khả năng sáng tạo của bạn nó tăng lên theo cấp số nhân. Bất kỳ là bạn nghĩ về một cái việc gì, một cái khái niệm gì hay một cái kế hoạch nào thì nó cũng kích thích cái khả năng sáng tạo của bạn lên cấp số nhất. Và sau khi đọc xong cuốn sách này em cảm thấy nào? Cái điều đấy thì hơi khó nói, nhưng ít nhất là đọc xong cuốn sách này thì tôi có cảm giác rằng là mình có thể kiểm soát được các cái việc làm của mình. Và khi làm mình lập cái bản đồ tư duy thì sẽ thứ nhất là tiết kiệm được thời gian, thứ hai là rất hiệu quả, tiết kiệm được cả tiền bạc cả các thứ, và nó kích thích khả năng sáng tạo. Và khi mình thực hiện thì mình có một cái quan sát, một cái cách nhìn và một cách điều phối tổng thể cho mọi việc làm. Xin cảm ơn anh và xin chúc anh thành công trong công việc của mình. Chuyên mục Tủ sách Doanh nghiệp đã kết thúc chương trình Doanh nghiệp 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp mong quý vị và các bạn gửi về địa chỉ doanh nghiệp24h@vtc.vn. Chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc hiệu quả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sống mới.